dịu dàng trong chắc nắng, cho hồn ăn tỏa nắng trước bình minh. Và các phước một lần cho tôi gặp lại em qua sự thể hiện của chị Nhân trong một không gian của hội quán nhạc Trần. Nhà giới thiệu xong quay 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 hết hát rồi. Alo, alo, ai nữa? Ừ, chị đây. Đưa em đi về đâu, sao không?
Thank you.